Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Chiều 7 tháng 5, Công an tỉnh Sơn La cho biết, vào khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 5, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ tại bản Co Chàm, xã Lón Luông, huyện Vân Hồ đã bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo cơ quan công an, nghi phạm Dương Thị Miền, sinh năm 1955, ở xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đã đưa 200 triệu đồng cho đàn em, yêu cầu lên huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để mua ma túy về bán lẻ kiếm lời. Tang vật thu giữ gồm một bánh heroin, 197 viên ma túy tổng hợp, 28,5 triệu đồng cùng một số vật dụng liên quan khác. Nhân thân đối tượng được làm rõ gồm Hồ Thị Loan, sinh năm 1993, ở xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Tạ Quốc Cường, sinh năm 1993, ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Công an huyện Vân Hồ mở rộng điều tra, ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giàng A Của ở xã Lón Luông, huyện Vân Hồ và Dương Thị Miền về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ở Thanh Hóa, Hoàng Thị Thái được giới giang hồ buôn bán ma túy gọi bằng những cái tên khá ấn tượng là Lão Phật Gia, Lão Thái Bà, Lão bà Hoàng, v.v. Cách xưng hô này cũng đã thể hiện vị thế vai trò của người phụ nữ 70 tuổi trong giới buôn ma túy. Gia đình Thái có nhiều người dính vào ma túy, đã hoặc đang thụ án về ma túy, gồm em trai, em gái và nhiều người họ hàng. Bản thân Thái cũng từng có tiền án về ma túy nên có nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an. Là chủ nhà xe Hoàng Thái chạy tuyến Quang Sơn, thành phố Thanh Hóa nên bà ta nắm rõ mọi ngóc ngách của tuyến đường này. Vốn sinh sống trong gia đình ma túy nên Thái hiểu rõ lợi nhuận khủng của mặt hàng này đem lại. Chính vì vậy, chạy xe chỉ là phụ, việc quan trọng hơn là lợi dụng việc vận tải hành khách để thiết lập đường dây ma túy từ biên giới về thành phố Thanh Hóa nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đặc biệt, ngoài những kẻ thân tín nhất như Đỗ Anh Dũng, sinh năm 1974, trú ở phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, là người tình trẻ cũng là lái xe riêng được Thái bao bọc, thì Đinh Văn Lâm, sinh năm 1985, trú ở xã Tam Thanh, huyện Quang Sơn, là con nuôi của Thái. Các đối tượng khác trong đường dây thường xuyên bị Thái thay để tránh bị công an phát hiện. Đối với Dũng, gã đàn ông này kém Thái 22 tuổi, cao to, khỏe mạnh và đẹp trai. Anh ta có vợ con đề huề ở thành phố Thanh Hóa. Trước kia, Dũng làm nghề lái xe taxi. Sau khi quen biết với Thái, được bà ta nhắm trúng nên đã được tuyển làm lái xe riêng kiêm người tình, phục vụ mọi nhu cầu của Lão Thái Bà. Để thưởng cho Dũng, đồng thời giữ chân gã đàn ông này nhằm phục vụ cho mình và vận chuyển ma túy, Lão Thái Bà mua cho người tình chiếc ô tô CX-5 để Dũng sử dụng, nuôi ăn ở, có thể đến ở với Thái bất cứ lúc nào Dũng muốn. Khi nào có hàng, Dũng sẽ trực tiếp chở Thái lên Quang Sơn lấy hàng, giao tiền, sau đó đưa người tình về nhà. Đinh Văn Lanh thì lại khác. Hắn vốn là tội phạm hình sự, cờ bạc khuynh gia bại sản, từng bị công an huyện Thiệu Hóa bắt về tội đánh bạc. Để lôi kéo gã đàn ông này, biến hắn trở thành cánh tay phải đắc lực của mình, Thái đã ra tay giúp đỡ bằng cách cho mượn nhà để vợ chồng Lanh sinh sống, đầu tư cho xây dựng cây xăng để kinh doanh, đầu tư vốn, nguồn hàng để buôn gỗ. Chính vì vậy, vợ chồng Lanh biết ơn Thái, nhận bà ta làm mẹ nuôi, cung phụng đầy đủ, sẵn sàng nghe theo mọi sự sắp đặt sai khiến của Thái. Cũng chính vì ân tình trên, Thái đã kết nạp Lanh vào đường dây mua bán ma túy của bà ta, dùng xưởng gỗ để làm bình phong cho hoạt động bất chính này. Theo sự sai khiến của mẹ nuôi, Lanh bắt mối với đối tượng ma túy giáp biên giới là Lò Văn Chấu, sinh năm 1978, trú ở xã Tam Thanh, huyện Quang Sơn, nhờ Chấu mua ma túy. Nhận nhiệm vụ, Chấu sai đàn em là Lò Văn Danh, sinh năm 1997, trú cùng xã, vượt biên sang Lào mua ma túy, sau đó đưa về Việt Nam, giao cho Danh để Danh đưa cho Lanh. Theo đó, mỗi khi cần hàng, Thái sẽ gọi điện cho Lanh để Lanh điều Chấu và Lanh đi mua. Sau khi ma túy được đưa về Quang Sơn, Thái sẽ cùng người tình trực tiếp lên Quang Sơn nhận hàng, giao tiền rồi tìm cách đưa về thành phố Thanh Hóa. Để tránh bị phát hiện, Thái tìm nhiều cách để che giấu hàng, thay đổi phương thức vận chuyển, hôm thì chuyển về bằng xe khách, hôm lại giấu trên xe con, hôm thì thay đổi phương thức vận chuyển giữa đường, chuyển từ xe khách sang xe con hoặc ngược lại. Ngoài hai đối tượng cực kỳ thân tín là người tình và con nuôi,
bà Trùm còn nuôi một số đối tượng tại nhà để làm nhiệm vụ đóng gói, bán lẻ ma túy. Trong số đó, Lê Xuân Bằng, sinh năm 1982, trú phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, được Thái tin tưởng nhất, giao hoàn toàn nhiệm vụ bán lẻ ma túy, giữ súng tự chế để phục vụ công việc này. Ngoài ra, mắt xích khác trong đường dây thường xuyên bị Thái thay đổi, chỉ sử dụng một thời gian ngắn, sau đó cho nghỉ việc. Bản thân mắt xích nhỏ cũng chỉ được tham gia một khâu vận chuyển hoặc tiêu thụ hàng cho Thái, nên không biết các đối tượng phía trên mình là ai, cũng không biết rõ thủ đoạn vận chuyển hàng của lão Thái bà. Kẻ cầm đầu đường dây này là Hoàng Thị Thái, sinh năm 1952, trú ở phố Tân Tự, phường Đồng Tân, thành phố Thanh Hóa. Hoàng Thị Thái không bao giờ nghỉ, chuyến hàng đêm 28 tháng 5 năm 2022 là chuyến hàng cuối cùng của đời mình. Cũng không biết bà ta bao nhiêu thủ đoạn tinh vi nhưng vẫn bị lực lượng công an phát hiện ra. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an Thanh Hóa đã phát hiện bà Trùm cùng người tình đưa ma túy từ biên giới về tiêu thụ nên đã dày công xác minh làm rõ. Khi có chứng cứ tài liệu, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh lập chuyên án đấu tranh. Hơn 3 tháng ròng rã, các trinh sát ngược xuôi từ thành phố Thanh Hóa lên Quang Sơn tìm hiểu mọi thủ đoạn của bà Trùm, tính toán phương án đấu tranh. Tuyến Quang Sơn về thành phố Thanh Hóa là đường độc đạo, một bên là vực, một bên là núi. Chính vì vậy, việc bắt giữ phải tính toán thật kỹ. Làm thế nào bắt được đối tượng, thu được tang vật nhưng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ, cho người dân quanh vùng và cho chính đối tượng. Thượng tá Lê Khắc Minh, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, cái khó nhất trong việc tổ chức bắt Thái và đồng bọn đó là phải tính toán đúng phương án, bắt giữ được người cùng với tang vật. Vì con cáo già này thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển hoặc sẵn sàng liều mạng tẩu tán tang vật nếu bị phát hiện. Phát hiện tối 28 tháng 5, Thái sẽ cùng người tình lên Quang Sơn nhập hàng. Ban chuyên án quyết định phá án. Chiều 25 tháng 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triển khai lực lượng tại các cung đường Thái và người tình sẽ đi qua. Suốt 3 ngày đêm, các tổ công tác bám địa bàn, di biến động của đối tượng. Để bắt giữ được đối tượng, chúng tôi phải sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác minh, từ đó xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá, đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ, pháp luật, đảm bảo an toàn. Quá trình đấu tranh chuyên án gặp nhiều khó khăn do cung đường vận chuyển ma túy của các đối tượng hiểm trở. Đối tượng hoạt động khép kín, phương thức liên lạc thay đổi. Chúng sử dụng các mạng xã hội, sử dụng tiếng dân tộc thiểu số để trao đổi với nhau, gây khó khăn cho công tác điều tra. Thượng tá Lê Khắc Minh cho biết thêm. Chính vì vậy, để đảm bảo đấu tranh thắng lợi, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện Quang Sơn, Lang Chánh, Ngọc Lặc phối hợp chia thành nhiều tổ công tác để bắt giữ đối tượng. Theo đúng kế hoạch, khi Thái và người tình đưa ma túy về xuôi, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai bắt quả tang lão Thái bà với đầy đủ tang vật. Chiều 28 tháng 5, Thái điều Đỗ Anh Dũng đi cùng mình lên Quang Sơn để lấy ma túy. Tại Quang Sơn, sau khi đưa tiền cho Lanh để Lanh thanh toán cho đầu trên, Thái và người tình cho ma túy vào trong xe để về thành phố. Đến khoảng hơn 20 giờ, bất ngờ phát hiện có biến khi phía trước có xe chặn, phía sau có xe đuổi theo. Thái ôm hàng định ném ra ngoài phi tang. Tuy nhiên, trong tích tắc ngắn ngủi đó, không đủ thời gian để bà Trùm tẩu tán tang vật vì chiếc xe đang chạy quá nhanh, bị ép dừng lại nên lao xuống ruộng lúa, cày một đường dài rồi dừng theo quán tính. Quá bất ngờ, Thái không thể hiểu được hàng chục cán bộ công an từ đâu xuất hiện, giật cửa xe, khống chế bà ta cùng người tình trẻ, thu giữ tại chỗ 10 bánh heroin, 18.000 viên ma túy tổng hợp. Biết không còn đường sống, Thái giằng co, cào cấu, hòng thoát thân, nhưng trước sức mạnh của các trinh sát, Thái đành cho tay vào còng. Sau khi bắt được Hoàng Thị Thái cùng người tình là Đỗ Anh Dũng, một tổ công tác tập trung xét hỏi đối với Thái và Dũng. Các tổ công tác khác đồng loạt bao vây, bắt giữ, khám xét đối với 6 đối tượng khác trong đường dây gồm Đinh Văn Lanh, Lò Văn Chấu, Lò Văn Danh ở tại xã Tam Thanh, huyện Quang Sơn. Ba đối tượng này không hề biết bà Trùm của chúng đã xa lưới nên không kịp bỏ trốn. Tại nhà của Hoàng Thị Thái ở phố Tân Tự, phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, công xưởng gia công đóng gói và bán lẻ ma túy đang vận hành bình thường thì bất ngờ các tổ công tác đồng loạt ập vào, bật tung cửa, khống chế ba đối tượng là Lê Xuân Bằng, sinh năm 1982, ở phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, Bùi Văn Duẩn, sinh năm 1989, ở xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, và Nguyễn Bá Trung, sinh năm 1990, trú xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
thu giữ 80 gram heroin, 50 gram ma túy đá, hơn 4.000 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng tự chế, 477,5 triệu đồng và nhiều tang vật khác. Hoàng Thị Thái và đồng bọn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng lão Thái Bà khi bị bắt đã khá sốc vì luôn tự tin rằng thủ đoạn tinh vi như vậy, lực lượng công an không thể phát hiện. Không ngờ, chuyến hàng cuối cùng là lúc bà ta tròn 70 tuổi đời. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!